Rồi, xin chào anh em. Xin chào anh em. Hôm nay là Bonsai VN sẽ giới thiệu với mấy anh em về cái Rồi. Giới thiệu với mấy anh em chúng ta về về các cái loại dụng cụ để chúng ta chơi cái Bonsai á mấy anh em. Bây giờ mình sẽ lấy một cái demo cho vui thôi ha. Ví dụ như lấy cây này đi, cây này trái nhẹ đi này. Thì mình làm mẫu thôi. Thì giờ là cái giới thiệu cho mấy anh em là các cái dụng cụ mà để chúng ta chơi bonsai thì chúng ta cần có cái gì và chúng ta nên sắm cái gì, thì anh em người ta hỏi rất là nhiều, trong đó kể cả có dụng cụ để làm lũa và các cái dụng cụ để chúng ta hỗ trợ để chúng ta bẻ tay cành chẳng hạn, hay là vô keo vân vân. Thì mấy anh em mình sẽ cần đến những gì thì hôm nay Bonsai VN sẽ chia sẻ với mấy anh em. Thứ nhất, đầu tiên mấy anh em, thì chúng ta sẽ có một cái bàn xay như thế này nè. Cái bàn xay này thì mấy anh em mình lên trên mạng chúng ta đặt, còn không thì có thể nhờ, nếu anh em nào đã là khách viên của Bonsai VN á thì alo mình sẽ đặt giùm và gửi về mấy anh em trả tiền ha. Đây rồi, bây giờ là cái điều đầu tiên mà chúng ta sẽ không thể thiếu, đó là các cái loại cưa đây mấy anh em. Cưa này thì chúng ta mua cưa của Đài Loan mấy anh em, Đài Loan á, thì Trung Quốc Đài Loan á mấy anh em. Thì giờ là cái loại cưa này gọi là cưa xịn mấy anh em, cưa này rất là xịn. Cái loại cưa này là nó sẽ có cái đây mấy anh em. Các loại cưa này thì nó sẽ có những cái đây. Cái cưa này thì nó sẽ có cái hàng giả hàng xịn mấy anh em. Hàng giả hàng xịn đây. Thì thường là cái cưa này là chúng ta sẽ chơi là cái hàng là hàng tốt nhất. Giá trên thị trường cái cưa này là người ta bán lời là 125k nè. Cho cái lưỡi không? Nó rất là bén mà chúng ta xài dùng xong rồi chúng ta sẽ bỏ và chúng ta ráp vào cái đây. Đây mấy anh em. Chúng ta sẽ ráp vào cái bộ lưỡi này và chúng ta sẽ có được một cái cưa. Đó là đi cái dụng cụ đầu tiên mà hỗ trợ chúng ta làm cơ bonsai. Cái dụng cụ thứ hai là các cái kìm mấy anh em. Kìm này là cái kìm để chúng ta kìm bấm thép mấy anh em, để chúng ta bấm khi chúng ta sở những cọng thép như thế này nè. Chúng ta bấm. Đây mấy anh em. Chúng ta bấm những cọng thép trong này thì nó rất là bén và chúng tôi bấm nó rất là mạnh, nó kêu cốc cốc đấy nè, thấy không? Đấy, thì chúng ta buộc phải cái kèm này thì kèm cắt thép, cộng lực cắt thép đấy nè. Còn cái kèm vặn thường là riêng, đây là kèm cộng lực cắt thép. Kèm này thì giá của nó cũng rất là rẻ, giá của nó hàng thường bấm tốt là giá của nó cũng 60 là một cái kèm này. Và cái kèm nhỏ này thì chúng ta cũng dùng để chúng ta cắt những cái cọng dây thép nhỏ, hoặc là những cái chỗ nhỏ chúng ta đút và không được thì chúng ta buộc phải sử dụng cái kèm nhỏ này. Đây là công cụ thứ ba. Rồi mấy anh em thông cảm mình là chạy để chạy vô miết á, mà còn sợ video này nó không có được ghi hình vô cái khung thì mấy anh em mình thông cảm nha. Và cái loại cái kìm dụng cụ thứ ba này là cái kìm này là cái kìm lưỡi băng, để chúng ta khi mà chúng ta vô một cái chậu chúng ta riết á thì cái kìm này nó có mục đích là nó dặn xoáy ra riết mấy anh em. Đấy, riết cây mấy anh em, thì cái kìm này kìm riết cây và nó cũng có lưỡi cắt luôn. Đây mấy anh em, nhưng mà điều nó cắt là không có bén hay bằng cái lưỡi nhỏ này hoặc là cái lưỡi lớn như này giới thiệu cho mấy anh em, thấy không? Rồi, đó là công cụ thứ tư. Công cụ thứ năm là không thể thiếu, đó là dao lọc giấy mấy anh em. Cái dao lọc giấy này dùng để chúng ta, cái công dụng của nó trên cây này là chúng ta có thể là bo các cái mặt cắt theo cái ý muốn của chúng ta nữa mấy anh em. Là như thế này, chúng ta bo và nó có lưỡi dao riêng chúng ta sẽ thay tùy ý cho mấy anh em này.
thay những lưỡi dao riêng này thì chúng ta đó là công cụ thứ thứ năm ấy nè, năm công cụ. Công cụ thứ sáu giới thiệu cho mấy anh em, công cụ này thì nó có đủ loại mấy anh em, hàng Trung Quốc, hàng Nhật rồi tùm lum, mình chơi xài hàng Trung Quốc cho rồi, xài với hàng Nhật nó giá nó cao mấy anh em, giá rất là mắc. Thì cái này là cái kéo tỉa dăm, giới thiệu mấy anh em đây là kéo tỉa dăm, thì nó thường tỉa những cái tay chi rất là nhanh mấy anh em, thấy không, rất là nhanh, thì nó sẽ tỉa tay chi dăm, kéo tỉa dăm này rất là nhanh. Thì cái giá kéo này thì chưa tới 100.000 mấy anh em, đối với những kéo Trung Quốc, nhưng mà vẫn xài tốt. Thì cái kéo này mình mua thì có 75.000 của Trung Quốc đấy. Thì mình về mình buộc phải làm lại hết, mình về mình buộc phải đi mài những cái đường răng trong này để nó cái kéo này nó mới bén được. Thì cái kéo này kéo tỉa dăm, công cụ thứ 6 á mấy anh em. Rồi công cụ thứ 7 các cái loại công cụ mấy anh em, thì chúng ta sử, nếu mà chúng ta để chúng ta sẽ dùng những cái chính á, khi mà chúng ta đục những cái cây lớn, những mặt cắt lớn, thì buộc chúng ta phải dùng tới các cái loại đục, múc lớn nhỏ khác nhau nè. Các cái đầu là đầu dẹp, đầu bằng, về đầu vát hoặc là đầu bằng ngang, thế này mấy anh em mình thấy nè, đầu vát là đầu bằng ngang. Thì trong quá trình chúng ta sử dụng á, các cái loại công cụ hỗ trợ này thì nó sẽ rỉ sét, thì tí nữa mình sẽ chỉ mấy anh em là sử dụng cái gì để chúng ta tránh cái rỉ sét, thì sẽ giới thiệu tiếp tục để mấy anh em mình biết và làm nếu trường hợp nó bị rỉ sét. Rồi cái công cụ tiếp theo nè mấy anh em, cái này là cái cạp này là chỉ thua cạp Nhật thôi, cái đầu cạp rất là tốt rồi. Cái cạp này mấy anh em mình gọi là cái cạp tròn, mà bonsai viên thích sử dụng cạp tròn, không thích sử dụng cạp chéo, vì mình múc nó rất là đẹp mấy anh em, như cây này múc nó rất là đẹp, nó rất là đẹp. Thì mình không thích sử dụng cạp chéo, mình thích sử dụng cạp tròn. Nếu anh em nào muốn sử dụng cạp chéo nó thì mình mua một cái loại cạp chéo. Thì cái cạp này rất là quan trọng trong cái việc mà chúng ta dùng cây. Cái này thì cái loại tốt nhất bên thị trường của thằng Đài Loan, Trung Quốc này, là cái hàng đó mình bấm nó không có bị mớp cái đầu nè. Có nghĩa là cái đầu của này mình bấm nó rất là chắc và nó không bị mớp méo. Thì cái hàng nó từ 500 đến 700 ngàn một cái. Còn của Nhật tới 2 triệu mấy thôi mấy anh em. Rồi đó là cái cạp. Và cái điều tiếp theo là cái kéo mấy anh em. Cái kéo đó là quan trọng. Cái kéo này có tiền thì buộc mấy anh em mình phải mua kéo xịn. Cái kéo này thì mình được một cái người Anh ở một người chú ở Sài Gòn, chú này chuyên làm kéo, thì chú tặng cho một cái kéo của thằng Nhật mấy anh em, của thằng Mỹ, xuất sang Mỹ, thị trường Mỹ mấy anh em. Thì cái kéo này rất là đẹp mấy anh em, và cái lưỡi thép rất là bén, mình đợi gì mình có thể đưa một cái đường nhẹ nó đứt tay được mấy anh em, rất bén nha mấy anh em. Và nó cũng cắt được cái lá này luôn, thì giới thiệu cho mấy anh em là cái lá này nó có thể cắt bứt mà nó rất là ngọt. Và cái kéo này rất quan trọng, chúng ta không nên cắt cắt tầm bậy mấy anh em, cắt tầm bậy là nó sẽ hư cái kéo này đó. Những cái kéo này là thì nếu mấy anh em mình có tiền điều kiện, mấy anh em mình giới thiệu mấy anh em mình mua một cái kéo của Nhật đó, mình về mình dùng nó mắc tiền lắm nhưng mà mình dùng. Mà kéo này thì rất là giá trị và nó rất là uy tín đối với mình, mình rất là thích. Mình sử dụng cái kéo dỏm để mình cắt những cái cây, còn kéo này thì mình chỉ cắt trên những cái tay cành nhỏ, mình không dám cắt những cái tay cành lớn vì nó hư và nó quét cái mũi ra thì nó không còn bén nữa. Thì cái kéo này là thị trường của Mỹ. Kéo này xịn mấy anh em, cái nước thép đẹp lắm, đã lắm mấy anh em. Thì cái kéo này thì mình chỉ đấy, kéo này. Rồi tiếp tục là kéo. Rồi mấy anh em, cái công cụ hỗ trợ như vậy là đủ mấy anh em, như vậy là đủ. Thì bây giờ để chúng ta bảo vệ những cái công cụ này á không bị rỉ sét nè, không bị rỉ sét, thì thí dụ như cái trường hợp là những cái đồ mòn hàng này, những cái kéo này thì nó bị rỉ sét, thì chúng ta sử dụng cái chai R7 mấy anh em, R7 chống rỉ sét nè mấy anh em. Mình sẽ khi sử dụng cây chúng ta làm xong rồi chúng ta sẽ phun vào đây, chúng ta phun vào để cho tránh trường hợp là nó không bị rỉ sét nữa. Đấy,
Và đối với những cái dụng cụ xịn mấy anh em, thì mấy anh em mình á sẽ để nó trong cái bịch bóng như thế này nè. Chúng ta sẽ phun một cái lớp R7 vào và chúng ta quấn lại, chúng ta để vào những cái hộp và những cái bao bảo vệ cái kéo này không bị hư, không bị rỉ sét. Đây. Và cái đó là những cái hỗ trợ để chúng ta làm. Đó là cái chai R7 thị trường mình đến mấy anh em mình mua thị trường mình có hết. Và không thể thiếu là các cái loại keo liền sẹo, thì cái này là anh em nào cũng biết, trong đó nó có đủ loại keo mấy anh em. Keo Nhật thì mắc nhất, và cái đây keo của Việt Nam mình rỉ mà hiệu quả thì mình dùng cái này. Còn anh em này chơi lan thì có một số loại keo của Hoa Lan. Rồi bây giờ tới tiếp tục là cái này anh em mình quan tâm nè, đó là cái dây kẽm uống này. Thì nó có rất là nhiều loại, mà bonsai VN dùng thì nó có 3 loại chính mà bonsai VN muốn giới thiệu với mấy anh em để mấy anh em mình dùng. Đó là thứ nhất là cái kẽm của tất cả đều là thương hiệu của Việt Nam mình dùng, nhưng mà nó sẽ có từ giá trị từ thấp đến cao. Cái giá trị thấp nhất là cái loại kẽm trắng này, và có một cái loại kẽm trắng này nhưng mà nó bọc một cái lớp vải đây. Đây mấy anh em, một cái loại kiểm trắng này mà nó bọc một cái lớp vải nè. Đây là nó bọc một cái lớp vải để nó im, nhưng mà cái lớp vải này là vô trình, khi mà chúng ta quấn cây nó sẽ dính vào cây. Nó khi nó một độ quấn dính, nó dính vào cây thì bản thân nó cũng là cái loại kiểm trắng. Cái loại này xưa rồi, không ai dùng cái loại này nữa, chúng ta nên bỏ đi ha. Như vậy là cái loại này chúng ta sử dụng nó rất là rẻ, nó tầm từ 50 đến 60 ngàn một ký. Thì cái loại kiểm này, cái loại nhôm này, chứ không phải kiểm mấy anh em, mình gọi là nhôm, xin lỗi mấy anh em là kiểm là bậy, mình gọi là nhôm. Dây nhôm này thì chúng ta sẽ nó sử dụng tái chế được 1 đến 2 lần là cùng. Và lần thứ hai nó rất là cứng và nó rất là dễ bị gãy tay chi nếu mấy anh em mình dùng cái loại này. Thì cái loại này rất là rẻ, và cái loại này hầu như một số anh em người ta đã đào thải ra khỏi dùng trong cái uống cây. Và đây mấy anh em, cái loại này nó rất là cứng, khi mà nó bị nắng tiếp xúc thì chúng ta xài rất là cứng. Cái loại tầm trung bây giờ người ta bán là giá từ 100 đến 120 ngàn, có chỗ bán 130 mấy anh em. Mua sỉ thì 90, mua số lượng ký nhiều á, 90. Thì cái loại này là dây chì nhôm, nó rất là dẻo, có nó cũng là nhôm, nhưng mà nó được mạ một cái lớp sơn tĩnh điện ngoài đây. Nhưng mà lớp sơn này dễ tay trầy xước mấy anh em. Thì người ta đang dùng hiện nay mấy anh em uống cây thì người ta dùng loại này. Cái loại này chúng ta sử dụng tái chế được tới 3 đến 4 lần, có lúc anh em mình sử dụng tới lần 5 nó vẫn dẻo. Thì thường bây giờ anh em chơi cây ta sử dụng cái loại này. Cái loại này là loại chuẩn, nó rất là dẻo mấy anh em. Đây là những cái loại cọng thép đã được sử dụng tái chế rồi, nó có thể biến thành màu đỏ mấy anh em, màu đỏ hoặc là màu bạc như thế này. Nhưng mà mấy anh em mình sử dụng cái loại này thì rất là tốt nè. Đây cái loại này thì thường là bây giờ là người ta sử dụng các cái loại này, và nó có số lượng từ 1 ly cho đến 5 ly, 6 ly, ví dụ vậy. Những cái loại lớn ly hơn 7 ly, 8 ly thì nó to hơn, thì uống cái cây lớn thì người ta đang sử dụng cái loại này. Này nó rất là dẻo. Đó, những cái loại ly 1 ly, 1 ly rưỡi như thế này thì chúng ta sử dụng để chúng ta uống tai chi, và rất là dẻo. Và khi chúng ta có thể sử dụng tái chế lại cũng rất là tiết kiệm hơn cái loại trắng. Cái giá thị trường của nó từ 100-120, cái chỗ nó bán 130. Thì cái giá cả của thị trường là cái loại cái nhôm này. Đấy. Và những cái loại ly lớn như thế này nè. Đó, 2 ly rưỡi, 3 ly như thế này. Thì chúng ta đi vào những cái cọng thép để chúng ta đi những cái dàn xương thế này. Giới thiệu cho mấy anh em đây. Đây nè. Đó, chúng ta đi vào những cái dàn xương của những cái cây như thế này nè. Thì chúng ta phải đi dây 3, dây đôi, hoặc là chúng ta nếu chúng ta có dây 5 ly, 4 ly thì chúng ta đi 1 cọng, 2 cọng cũng được. Ví dụ vậy thì nó đây. Đó. Rồi chúng ta sử dụng thép nhôm đây không? Dây nhôm đây. Chúng ta sử dụng dây nhôm đó. Rồi. Bây giờ là tiếp tục. Cái dây nhôm mà bonsai VN muốn giới thiệu với mấy anh em đây, có thể gọi là cái giá trị của nó rất là cao. Giới thiệu với mấy anh em. Đây là cái dây nhôm. Nhôm này nó rất là nặng. Cái dây nhôm này nó nặng mà nó cứng, nhưng mà chúng ta sử dụng nó không bị bạc màu, và sử dụng nó lâu, có thể tái chế đến lần thứ 10.
sử dụng lại lần thứ 10, ngày chúng ta quấn vô cây rồi chúng ta tháo rồi chúng ta quấn tiếp, thì cái lớp sơn email này nó bọc rất là dày. Và cái cọng dây này người ta có thể quấn trong các cái cuộn biến thế mấy anh em, cái cuộn biến thế dây đồng hoặc là các cái cuộn motor. Thì cái dây này là dành cho trong các cái cuộn quấn motor, thì cái giá trị của nó từ 200 đến 250 ngàn một ký mấy anh em, mà nó rất là mắc. Cái loại này rất là đắt và nó rất là cứng. Khi chúng ta sử dụng để ngồi nắng xong rồi thì cái màu bạc của nó vẫn biến thành màu vàng rồi mấy anh em, nó không có tróc cái màu đây, nó rất là cứng. Lớp sơn này rất là cứng mà nó rất là dẻo nó đây nè, như những cái dây con của nó này rất là dẻo nè, tuy nó đã bạc màu nhưng mà nó rất là dẻo. Cái loại này rất là đắt, đắt tiền, giá từ 250k đến 200 ngàn. Và những cái giá này nó sẽ lớn nhỏ thì nó sẽ mắc tùy theo phụ thuộc vào cái chất lượng của cái lớp sơn này, và nó dùng trong các cái ngành điện. Cái loại này rất là đắt. Đây, như đây mấy anh em đang xem này, cái dây này người ta thường nó là dây nhôm, người ta thường quấn trong các cái cục biến thế máy, biến thế tăng âm hay là dây motor đó mấy anh em. Và cái lớp sơn nó rất là dày, nó chịu được cái luồng điện đi qua nó mà không làm bị tróc lớp sơn này. Thì chúng ta khi chúng ta quấn cái cây chúng ta ở ngoài nắng thì lớp sơn này cũng không bị bong tróc. Nó rất là cứng và nó rất là, khi chúng ta nếu lớp sơn này bong tróc sớm thì cái việc tái chế khi sử dụng nó rất là chậm. Có nghĩa là chúng ta tái chế ít, chúng ta sử dụng ít lần là nó đã bị hư rồi. Còn cái này nó rất là dày, chúng ta sử dụng lâu ngày cũng vẫn không bị hư. Đó, thì chúng ta sử dụng được rất là nhiều lần ha. Chúng ta có thể để cả năm ở ngoài ngồi nắng chúng ta vẫn sử dụng được. Như vậy là cái loại này rất là đắt tiền mấy anh em. Đây. Đó, như cỡ như thế này là trong vòng này khoảng là 3 ký này. Như thế này 3 ký là mấy anh em mình tính là cứ 250k, mua sỉ thì khoảng 230. Ví dụ như mua nhiều số lượng 10 ký 230. Đấy. Tùy theo độ dày của nó. Độ dày của lớp sơn thì người ta sẽ bán rất là cao. Vì cái này nó dùng trong cái đồ điện, quấn trong các cái cuộn biến thế của điện. Đây, tiếp tục. Tiếp tục. Cái này anh em quan tâm nè. Ví dụ như mấy anh em mình sử dụng cái thuốc Etonic này, mà nó kích rễ phải không? Thường là những cây của mình yếu, là bộ rễ nó yếu, chúng ta pha nước, chúng ta tưới một cái gói thế này, chúng ta cho pha cho 18 lít nước mấy anh em. 1.8 phê cho 18 lít nước, chúng ta tưới kẻ dần cây, chúng ta để kích thích cái bộ rễ nó ra rất là nhiều nè mấy anh em. Và các cái loại phân bón tan chậm, giới thiệu mấy anh đây là phân bón tan chậm nè. Đây thì chúng ta có cái vỏ phân này chúng ta bỏ vô dành cho bón hồ lan, hạt tiêu rồi đó. Thì cái loại phân thì cái này luôn đi kèm với vườn cây của mình thì phải luôn có. Rồi tiếp tục nữa là nếu anh em nào có sử dụng thích tập tành về đánh lũa thì có các cái loại máy đánh lũa. Đây mấy anh em, giới thiệu cho mấy anh em đây là những cái loại máy cắt máy cạp mấy anh em, là dùng để quá trình dùng để mình tạo các cái tác phẩm lũa hay là mình đánh lũa. Và các cái máy mài để chúng ta sử dụng, chúng ta mài trơn bóng các cái bề mặt chi tiết của các cái loại cây thì chúng ta sẽ có các loại máy và có các cái loại máy nhỏ, máy khoan nữa. Thì bộ xe viên cũng có nhưng bỏ trong kia rồi mấy anh em. Những cái loại máy đánh lũa và nó có các cái chi tiết để chúng ta đánh lũa nè. Những cái lữ này đánh rất nguy hiểm, nếu anh em mình phải vô đồ gỗ học thì mình mới sử dụng các loại máy này được, không thì rất là nguy hiểm, đúng không? Và để đánh các cái loại chi tiết nhỏ thì chúng ta sẽ lên chúng ta mua các cái loại máy khoan. Máy khoan, máy đánh để đánh những cái chi tiết nhỏ này. Đó, vẫn còn chạy mấy anh em. Đánh chạy bằng pin thì chúng ta đánh cái chi tiết nhỏ. Rồi đây. Tiếp tục mấy anh em. Hôm nay giới thiệu hết cho mấy anh em luôn. Giới thiệu hết những cái công cụ hỗ trợ cho cái việc chúng ta làm bonsai. Thì ở đây á, ở đây nó có các cái loại mũi để đánh nè. Các cái loại mũi này mấy anh em mình thường đến các cái chỗ mua bán các cái loại phụ kiện máy móc á, làm lũa có những cái mũi khoan, mũi khoét, mũi đục, mũi chạy dựng sóng cho cây vân vân, nó rất nhiều mấy anh em ơi.
mình rất là nhiều loại, từ mũi nhỏ đến mũi lớn mấy anh em. Giới thiệu cho mấy anh em hết, cho rất là nhiều mũi, mũi khoan hay mũi đánh mũi gieo hay là đánh mũi gì đó. Đây mấy anh em, rất là nhiều các cái loại mũi để chúng ta sử dụng ra làm cây á mấy anh em. Rồi bây giờ mới khi chúng ta đánh bóng mà chúng ta có các loại mấy loại miếng cắt này nữa nè, miếng cắt hay là các miếng đánh bóng rất là nhiều mấy anh em. Đó, chúng ta sử dụng hết để chúng ta làm. Hôm nay là khuya mấy anh em, để có anh em ta không biết đó, để mua để tìm, anh em nào không biết là liên hệ với bên Sai VN. Là những cái loại đánh bóng bề mặt tiếp xúc gỗ để đánh bóng trơn mặt. Rồi giờ xin chào anh em và hẹn gặp lại các video clip sau. Thì mấy anh em có cần không biết cái gì mua gì á thì cứ alo cho bên Sai VN chỉ mấy anh em. Số điện thoại gọi trực tiếp là 0932411987, hoặc mấy anh em mình inbox qua Zalo là 0932411987. Bên Sai VN cảm ơn mấy anh em rất là nhiều.